Quý vị, hôm nay tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự và cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự kiện toàn lãnh đạo một số cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an bầu bổ sung ủy viên ban bí thư ba đồng chí bao gồm đồng chí nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng đồng chí thượng tướng trịnh văn quyết ủy viên trung ương đảng ủy viên ban thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đồng chí lê minh trí ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao